5 giờ 15 phút sáng sớm luyện não Ngày thứ 32 Đề thực chiến 8 cộng Đề số 10 Đây cũng chính là cái đề cuối cùng Của chuỗi đề thực chiến 8 cộng Đây là đề cuối cùng Của chuỗi đề thực chiến 8 cộng Đề số 10 Ok ạ Câu số 1 ạ Câu số 1. Đun nóng hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh thì ta thu được cái gì? Thu đun nóng hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh thì ta thu được cái gì? FeS đúng không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. FeS các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Rất tốt ạ. Câu số 2. Trong hợp chất các kim loại kiềm thì có số xóa là bao nhiêu? Kim loại kiềm chúng ta thì thuộc nhóm 1A. 1A thì số xóa của nó là dương 1. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 3. Cho viên kẽm vào cốc chứa dung dịch HCl thì ta thu được khí gì? Câu 3. Cho viên kẽm vào dung dịch HCl thì ta thu được khí H2. Đáp án chính xác đáp án A. Câu số 4. Câu số 4 ạ. Số nguyên tử H trong phân tử vinyl format ạ. Câu số 4 ạ. Số nguyên tử H trong phân tử vinyl format. Vinyl format. H COO CH Cl CH2. 1 2 4 đúng không ạ? dễ 4 ạ. Thầy Vinh chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm và luyện não sáng sớm ngày hôm nay là ngày thứ 32. Thế Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh trong tất cả những cái buổi học này. Và cái việc mà các em comment cũng như cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học này, đấy là một cái lời ủng hộ để thầy Minh có thể liên tục thực hiện các buổi live luyện não sáng sớm cùng tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu số 5. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu? Chất nào sau đây là chất điện ly yếu? Chất điện đi yếu là CH3, CH A. À, câu 6. Chất nào sau đây là amin bậc 2 thì có chứa nhóm NH thì nó là amin bậc 2. C. Câu số 7. Anit acetic thì có công thức là CH3 CHO nhé. Câu số 8 ạ. có bạn hỏi là em vào sáng nay sáng sớm lắm. Bình thường mọi ngày thì em dậy muộn. Nhưng mà sáng nay thì em dậy sớm. 5 giờ em dậy rồi. Đợi mãi không thấy thầy like. Thì thầy Minh gửi một lời xin lỗi chân thành nhất tới cả bạn và các em. Anh trợ uh, lý của thầy Minh quên không cắt đề. Thế là thầy Minh cũng dậy rất sợ 5 giờ thầy Minh dậy, nhưng mà vào chưa có đề, thầy Minh phải ngồi cắt đề cho các em. Câu số 8. Cắt đề mà cắt xong một cái đề đầu tiên xong ngồi đợi mãi nó chẳng loát lên trên con uh, máy tính bảng này cơ. Xong lại phải cắt lại lần hai nó mới lên. Câu 8. Kim loại nào dưới đây có thể điều chế được bằng nhiệt luyện Câu 8 Kim loại nào dưới đây có thể được điều chế bằng nhiệt luyện Nhiệt luyện thì nó là Cu đúng không Câu 9 Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quạng nào Trong công nghiệp nhôm Được sản xuất từ quạng bô Câu số 10 Vật liệu nào sau đây Được chế tạo từ polymer thiên nhiên Vật liệu nào sau đây Được chế tạo từ polymer thiên nhiên Vật liệu nào Gì ạ Lụa tơ tằm đúng không ạ? các Em ạ à, Chúng ta đang bước đến những ngày cuối cùng Đếm ngược những ngày cuối cùng Cùng 2 k 6 Chinh phục kỳ thi Trung Học Quốc gia Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Chúng ta chỉ còn 9 ngày nữa thôi 9 ngày nữa Để chúng ta chinh phục kỳ thi này Tất cả mọi nỗ lực của các em Sẽ được ghi dấu Thành tích của các em Sẽ được các em ghi nhớ cả đời này Chính vì vậy nên Hãy cố gắng hết mình cùng Thế mình mình dậy sớm của các em hãy cố gắng phấn đấu hết mình 5 giờ 15 phút sáng sớm não cũng dậy chiến đấu luyện não sáng sớm cùng thế Minh các em nhá câu 11 ạ. dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím hoa xanh hoa xanh thì cao quá rồi 12 khi đun nóng lòng trắng trứng trở nên vón cục hiện tượng này là do protein trong lòng trắng trứng bị đông tụ bởi nhiệt câu 13 câu 13 Phân tử chất nào sau đây chứa hai nhóm amino? 13. Phân tử chất nào sau đây chứa hai nhóm amino? Hai nhóm là lại, lysine thôi. 14. Thành phần chính của thạch cao. 14. Thành phần chính của thạch cao là CIS4. Đúng không? Rất dễ Rất dễ đúng không? 15. Trong các kim loại nào sau đây, kim loại nào có tính khử mạnh nhất? Trong các kim loại sau đây Kim loại nào có tính khử là mạnh nhất? Thì kim loại mà có tính khử mạnh nhất thì nó chỉ có thể là anh nào? Khi nào ba cần mua mà gờ. Câu 16 Câu 16 ạ à? 16 các bạn chọn đáp án gì ạ à? Phải thật nhanh cho em nhé Một lần comment Comment một lần là coi như mình nhắc lại kiến thức một lần Nếu mà mình mạnh mạnh dạn comment Mình lì lợm comment Một lần sai là một lần nhớ Sai một lần mình nhớ cả đời 16 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố học kim loại kiềm thổ tuần Nằm ở nhóm 2A D 17 ST nào sau đây mùi thơm hoa nhài Mùi thơm hoa nhài là gì ạ à? benzin acetat nhá đáp án đúng là đáp án b bọn là lớp 11 ấy, bọn 2 k 7 nó phải đọc là benzin acetate Đấy. các em thấy trải nghiệm sự sung sướng của các em nhá năm cuối cùng người được gọi tên theo phương pháp cũ 18 chất béo không phải là thành phần chính của mỡ lợn bơ thực vật dầu ăn là thành phần chính của đường mía đúng không ạ 19 cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau đồng phân là có cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Đúng không ạ? Vậy đồng phân ở đây là glu và fructose. 20, chất nào sau đây chất lưỡng tính ạ? 20 Chất nào sau đây chất lưỡng tính ạ? Phải thật nhanh các em nhá phải thật nhanh. 20 chất nào sau đây chất lưỡng tính ạ? Lượng tính là anh nào? AlH3 lần. Al mặc dù tác dụng với cả HCl và tác dụng cả với NaOH nhưng nó không có lưỡng tính không có kim loại lưỡng tính. Bạn chú ý cho thầy mình không có kim loại lượng tính. 21. Este này được điều chế từ metin Và propionat. Đúng chưa? Anh này là metin propionat thì đi từ axit propionic và ancol metilic. Đáp án đúng là đáp án B. 22. Phát biểu nào sau đây là không đúng. 22. Phát biểu nào sau đây là không đúng. Trong tinh bột, amylose chiếm hàm lượng nhiều hơn amylopectin. Sai. Amylopectin pectin phải nhiều hơn amylose vì phân xác trong môi trường axit được hai monosaccharide khác nhau đúng trong dịch xác quả tan CO2 lần tạo dịch màu xanh lam đúng đun nóng sen trong H4 thu được glucose đúng ok ạ rất tốt rất chính xác câu 23 23 các bạn chọn đáp án gì nào phải thật nhanh các em ạ à, các bạn nhớ là follow đặt nút chuông click vào nút xem trước của thầy Minh để không bỏ lỡ các live stream chiến đấu học hóa cùng thầy Minh nhá rất cả, cảm ơn tất cả các bạn và các em chiến đấu để chiến thắng chúng ta đang chiến đấu bên cạnh nhau và những ngày cuối cùng câu 23 kim loại nhôm không tan trong dịch nào sau đây nhôm không tan thì nhôm bị thụ động trong H4 đặc nóng đúng không ạ nhôm sắt chrome bị thụ động 24 FNO3 tất cả hai lần thể hiện tính oxy hóa cái tác dụng với chất nào sau đây FNO3 hai lần thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với chất nào sau đây thì khử tăng vậy số đó nó phải tăng Vậy thì tác dụng với HN3 đặc nóng Lên FE dương 3 các em nhé Lên FE dương 3 Phải không? Sai Đứa nào chọn HN3 đặc nóng là toang Lúc đấy là nó thể hiện tính gì ạ? Tính khử Còn thể hiện tính oxy hóa Là khi FE dương 2 về FE Nhá Về FE Được chưa? Thì mới toan Câu 23 cũng không phải đặc nóng đâu Toang tiếp ấy. Nhôm thì tan trong HCl tan trong KOH Tan trong H4 đặc nóng Không tan trong H3 cơ Kinh chưa Kinh chưa Kinh chưa, Kinh chưa? Đúng rồi Các bạn nhớ đúng Phải đặc nguội Chính xác Thấy không Hai câu này Đã hạ sát được rất rất nhiều Rất rất nhiều Ok ạ Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em Đã chiến đấu cùng thầy Minh Nhá Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em chiến đấu cùng thầy mình chúng ta chiến đấu để chiến thắng câu 25 ạ khí x không màu có mùi khai và xốc. khí x không màu có mùi khai và xốc. vậy để sản xuất phân đạm vậy nó là gì ạ 3. ba rồi lớp off thầy minh học hành đông vui nhè thầy chào khánh minh nhá thầy chào đức minh nhá thầy chào quang minh nguyễn nhá thầy chào nguyễn đạt nhá hello chào nguyễn ngọc phụ chào tấn tài Xin chào tất cả bạn và các em Chiến đấu các em nhá Hết mình nhá Hết mình comment đáp án nhá Ta có 26 thủy phân hà hoàn toàn ST C4H6 O2 Mạch hở trong dịch náo mắt dư Thu được Natri Format Natri Format là HCOONA Và hợp chất hữu cơ Y tham gia phản ứng tráng gương Vậy thì chắc chắn ST chúng ta là HCOO CH nối đôi CH CH2 thì đây mới đủ C4. Vậy là hợp chất Y hợp chất hữu cơ Y chúng ta sẽ là đi 2 Đúng chưa? Aldehyde CH3 CH2 CHO. Chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 26. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Kèm em nhá. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C tuyên dương bạn thanh ngoan tuyên dương bạn trần trí hữu tuyên dương thanh tuyền tuyên dương tạ hồng hải tuyên dương tất cả bạn và các em đã chọn đáp án c câu 27 ạ kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp điện phân dung dịch muối ạ hai ạ kim loại nào sau đây điều chế bằng pháp điện phân dung dịch muối nhé thì điện phân dung dịch thì chuyên được sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng sau nhôm đứng sau nhôm ba bỏ MG bỏ B CU Câu 28 ạ Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh ạ Câu 28 ạ Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh Quỳ tím hóa xanh là gì ạ Etinamin B bỏ 29 Cho phát biểu sau phát biểu nào sai 29 ạ Cho các phát biểu sau Phát biểu nào sai Lưu ý nhá Đề bài hỏi chúng ta là phát biểu nào sai nhá có thể dùng thùng nhôm dựng đựng axit sulfuric đặc nguội đúng bởi vì nhôm bị thụ động nhá nhôm bị thụ động trong hai bốn đặc nguội nên là dùng thùng 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 nhôm được lưỡi cày bằng gang cắm trong ruộng ngập nước có thể xảy ra mòn điện thoại đúng gang là có fe và carbon dùng gì khác ba phân biệt được fe 3 ba và fe ba bốn đúng bởi vì fe 3 ba này không có khí fe ba bốn có khí bảo quản natri người ta ngâm chúng trong ethanol là sai natri tác dụng với ethanol sai là gì Chào mừng tất cả bạn và các em đến với luyện não sáng sớm cùng thầy Minh Berlin 5 giờ 15 phút sáng sớm hàng ngày và ngày hôm nay là ngày thứ 32 rồi. Thầy trò chúng ta cùng chiến đấu bên cạnh nhau, cùng chiến đấu để chiến thắng. Hôm nay là cái đề thực chiến 8 cộng. Cuối cùng, thực chiến 8 cộng đề số 10. Trước khi chúng ta sáng mai chúng ta sẽ chuyển sang một cái chuỗi mới. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi ủng hộ thầy Minh. Câu 30 ạ. Nguyên tố nào sau đây không thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn? Nguyên tố nào sau đây không thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn? Niti là 1A, Natri 1A, Kali 1A, không thuộc nhóm 1A là Canxi, Canxi 2A. 31 ạ. Chất nào sau đây là ancol? 31 ạ. Chất nào sau đây là ancol? Nhóm OH thì là ancol nên nó là CH3OH. 32. Natri clorua Công thức của natri clo dễ quá Đáp án C NaCl Ấm áp luôn 2 gam kim loại M Tác dụng hết HTO thu được 0,05 mol khí H2 Vậy bây giờ chúng ta sử dụng tuyệt chiêu của Thế Minh Tuyệt chiêu của Thế Minh là lấy khối lượng của kim loại Đúng không ạ Tuyệt chiêu của Thế Minh Là chúng ta lấy khối lượng kim loại Khối lượng kim loại ở đây là bao nhiêu 2 gam Chia cho số mol này trao đổi Số mol này trao đổi là 0,05 x 2 Là chia cho 0,1 Vậy ta sẽ là 20 20 nhân 1 là 20, 20 nhân 2 là 40, vậy 40 nó là xe. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D kèm nha nhé. Đấy, skill quá kinh khủng của thầy mình. Câu 34. Số oxy hóa của sắt trong hợp chất FeS ạ. À. Câu 20 34. FeS thì sắt này là sắt dương 2 thôi. Chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 35 ạ. À. Số nguyên tử C trong phân tử chất X. Ở đây mình sẽ có là số mol của amin bằng khối lượng muối số mol của amin X thì bằng khối lượng muối là 16,3 trừ 9 chia cho 36,5. Đúng không ạ? Ta sẽ có 16,3 trừ đi 9 bằng chia 36,5 bằng 0,2. Vậy phân tử khối của amin x non đơn chức là 9 chứ không phải 2 bằng 45. Đúng chưa ạ? 45 thì nó chỉ có thể là anh nào thôi. 45 thì nó chỉ có thể là anh nào thôi. C2 h7 n. Đúng không okay. em? C2 h7 n 24 cộng 7 cộng 14. Chính bằng 45 luôn. Vậy số h của nó bằng bao nhiêu ạ? Vậy số h của nó bằng bao nhiêu ạ? Vậy số h của nó sẽ bằng là 7 còn số C của nó sẽ là 2 Đáp án đúng là đáp án A các em nhé Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 35 đáp án A Những câu tính toán mức độ rất dễ này Nhưng mà rất nhiều bạn có thể bị nhầm rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là chia sẻ bài học này lại về tường cái việc mà các em chia sẻ đây là một nguồn động lực ủng hộ thầy minh để thầy minh có thể thức sớm dậy sớm liên tục chiến đấu với các em cho đến ngày hôm nay là ngày thứ ba hai rồi Câu 36 tính cứng tạm thời của nước là do muối canxi hydrocarbonate và magie hydrocarbonate gây nên. Anion có trong nước cứng tạm thời là HCO3-. À, 37, số polymer được dùng làm chất dẻo ạ. Polyethylene là 1, Polybutadien là 2, polyvidin chlorua là 3, polyhexamethylenadipamid là nylon. Polymetin polymethyl cũng là chất dẻo. Chúng ta sẽ có 4 thành chất dẻo. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Kèm nhé. 37 đáp án chính xác của chúng ta, đó là đáp án D Rất tốt. 38 ạ. Ion nào sau đây có tính ô hóa là mạnh nhất ạ? Nào. Ion nào sau đây có tính oxi hóa là mạnh nhất y, Yêu Ion nào sau đây ạ? Có tính ô hóa là mạnh nhất. Tính ô hóa mạnh là tính khử của nó vì yếu nhất. Đúng không? Vậy tính ô hóa mạnh nhất khi nào ba cần mua áo giáp sắt? D 38 Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D Đúng rồi Câu 37 Polybutadien là cao su Vì vậy nên không có 4 đâu Rất tốt Số polymer làm chất dẻo chỉ có 3 thôi Polyethylene, polyvinyl chlorua và polymethyl met -acrylate. Cảm ơn Đúng rồi Đấy, Rất tinh, chính xác Câu 39 Chất X có vị ngọt hơn đường mía Có nhiều trong mật ong Quả ngọt như dừa, xoài Vị ngọt hơn đường mía Vậy x của chúng ta là fructose Nhá X của chúng ta là fructose Đấy Thi thoảng phải làm mấy câu thế để các bạn bảo là à, Chứ không các bạn lại bảo là Thầy Minh chạy video Thầy Minh quay video Thầy Minh phát lại like Buồn lắm Câu 40 STA tin format công thức là HCOO C2H5 đúng chưa? đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu 41 ạ. Chất nào sau đây là axit theo định nghĩa của Arrhenius. Theo định nghĩa của Arrhenius là axit chứa H có thể phân ly. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. 42. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X. 42. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch thu được kết tủa keo trắng không tan. Vậy dung dịch chúng ta chỉ có thể là Na, Al, O2 mà thôi. Đúng không các em? 43. Chất tham gia phản ứng trùng ngưng tạo ra polymer là? chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng ngưng mà tạo ra polymer? Anh nào Tham gia phản ứng trùng ngưng tạo ra polymer thì nó phải có hai nhóm chức thuộc hai loại chức đúng không? Vậy nó chỉ có thể là glycine thì nó có thể là trùng ngưng được. Đó, 44. Vì phân hoàn toàn hỗn hợp etin CH3 CO CH5 Vinin CH3 CO CH Nối đôi CH2 Thì anh này thì phân thu được một muối một muối đó Và một ancol Và một an 2 Một an ít Một muối Một ancol Một an ít Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A 45 ạ à? kim loại FE tác dụng với lượng dư chất nào sau đây tạo muối FeS 4 ạ 45 ạ à? 45 kim loại FE tác dụng với muối nào sau đây lượng dư chất nào sau đây tạo muối FeS 4 E không tác dụng hai bốn đặc nguội này tác dụng hai bốn đặc nóng để tạo thành F dương 3 này vậy là tác dụng với đồng hai cộng để tạo thành FE dương 2 và đồng 46 loại dầu nào sau đây không chứa thành phần chất béo ạ 46 ạ Loại dầu nào sau đây ạ? không chứa thành phần chất béo lưu ý thầy minh từ chốt ở đây là từ không chứa các okay em nhé từ chốt từ khóa chốt ở đây là từ không chứa à thưa dương bạn yến nhi nhá thưa dương bạn đức chính để các bạn comment rất nhanh rất tốt chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng chiến đấu sát cánh cùng khai cá sảo và ngày hôm nay là ngày luyện não sáng sớm ngày thứ 32 32 ngày liền liên tiếp sáng nào cũng 5 giờ 15 phút Thầy Minh chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em thì mình rất là cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn và các em nhá nhớ follow thầy minh để không bỏ qua nhá nhớ là tất cả các bạn và các em để không bỏ qua bất kỳ buổi live nào loại dầu nào dưới đây không chứa thành phần chất béo dầu luyện xe 47 ạ phát biểu nào sau đây là sai vì phân hoàn toàn tinh bột thu được glucose đúng trong dịch NH3 glucose oxy hóa AgNO3 thành Ag. Sai, glucose phải làm sao? Khử. Trong cây xanh tinh bột được tổng hợp nhờ phản ứng quang hợp đúng. Trong môi trường bazơ fructose và glu chuyển hóa lẫn nhau, đúng. Vậy sai là B. 48. Kim loại Al câu 48. Kim loại Al dẫn điện tốt hơn kim loại nào sau đây? Bộ, đội, Việt, Nam, bạc, đồng, vàng, nhôm sắt Vậy AL dẫn điện tốt hơn Fe 49 ạ Chất nào sau đây Là tripeptide Tripeptide là anh peptide Được tạo bởi từ ba gốc Alpha Việt Nam Alpha amino acid Đúng chưa Vậy tripeptide đáp án chính xác là đáp án A 50 ạ Sa vòng hóa tristerin Thu được Kawatsu C17 H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Vậy muối là C17H3 H35 đi sẽ tên H35, H35 COO K. Đúng không? Vậy ta tìm được số mol muối. Vậy ta tìm được số mol muối là 289 8 chia cho mở ngoặc đơn này. 12 x 17 cộng 35 cộng 44 cộng 39 bằng 0,9 nhá. 0,9 chia 3 bằng 0,3 nhân 890 bằng 267. 267. 267. 267 với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Kèm nhá. Câu 50 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. 297. Câu 51 thí nghiệm nào sau đây xảy ra mòn điện hóa? Câu 51 ạ Thí nghiệm nào sau đây xảy ra mòn điện hóa Phải thật nhanh các em ạ Phải comment đáp bạn phải thật nhanh Tăng tốc lên các em Chiến đấu vì màu cờ Câu 51 ạ Thí nghiệm nào sau đây xảy ra mòn điện hóa Hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau đúng không ạ Sắt đẩy được đồng Đấy mình sẽ có hai điện cực FECU tiếp xúc trực tiếp trong môi trường dịch chất lợi ly C không được kẽm để được ma dê nhé Được chưa ạ 52 6,72 gam FE nào chúng ta tìm được số mol Fe. 6,72 chia 56 bằng 0,12. 0,12 mol Fe. Đấy chưa? Vậy thì sẽ sinh ra Cu là 0,12. Vậy số mol Cu là 0,12 vậy nhân 64. Kết quả chúng ta bằng 7,68 g các em nhé. 7,68 g. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A à, rất tốt mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 52 đáp án A nhá mình sang câu 53 điện phân nóng chảy NaCl điện phân nóng chảy NaCl quá trình nào xảy ra sau đây xảy ra điện cực âm điện cực âm điện phân nóng chảy NaCl âm là hút dương đúng không NaCl âm điện cực âm nó nó hút thằng dương lại Na biến thành Na gửi cho o nhận vậy là chất oxy hóa thì nó phải xảy ra sự khử đúng chưa nó phải xảy ra sự khử câu năm ba đáp án chính xác của chúng ta nó phải xảy ra sự khử các em nhé. xem các bạn nào comment sai ôi nhiều bạn comment sai lắm nhiều bạn comment sai lắm các em ạ à. một lần sai là một lần nhớ sai một lần chúng ta nhớ cả đời các em nhá 53 đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án B 54 54 nào 54 nào 54 các bạn chọn đáp án gì nào Cao su buna S được tổng hợp từ các monome nào sau đây Cao su buna S được tổng hợp từ các monome nào sau đây Thì sẽ đi từ buta 1.3 dn và styrene Nên đáp án chính xác chúng ta là đáp án B Câu 55 ạ 3.2 gam CU 3.2 chia 64 Bằng 0.05 mol tác dụng hoàn toàn với AgN3 dư thu được gam chất rắn thì chất rắn chúng ta là Ag số mol là 0,1 mà 0,1 mà nhân với lại 108 thì bằng bao nhiêu các em 0,1 mà nhân với lại 108 thì bằng bao nhiêu bằng 10, bằng 10,8 gam đúng không ạ vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì a à, 10,8 gam các nhé đáp án chính xác của chúng ta là đáp án 10,8 gam. Ok, ok. Bắt đầu đến câu đếm rồi. 56 nào. 56 nào. Bắt đầu đến những câu đếm khoai rồi. Các em ạ. À, cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Trong phân tử ST, no, mạch hở, không chứa liên kết pi, sai. Nó có pi CO rành rành này. B thủy phân hoàn toàn xác thu được hai loại monosaccharide đúng. Ở điều kiện thường alanin là chất rắn dễ tan trong nước đúng. Chất béo còn dùng để sản xuất một số thực phẩm khác như bì sợi, đồ hộp đúng. Đun nóng albumin với dung dịch kiềm dư thu được alpha amino acid là sai thu được muối. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta chỉ có 3 nhận định đúng thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Đấy chúng ta đến những cái đoạn mà chúng ta rất dễ sai. Đây là những cái đoạn về lý thuyết đếm Rất nhiều bạn kinh sợ Nhưng thầy trò chúng ta chinh phục Vào những buổi sáng sớm như này Đấy chưa C đúng mà Alanin mà Alanin là amino acid Amino acid tồn tại Ở thể rắn điều kiện thường nhé Kem em nhé Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy mình Rất là mong muốn tất cả bạn và các em đặt nút chuông theo dõi, ấn vào nút follow để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào của thầy nhá. 57 ạ. 57 ạ phát biểu nào sau đây là sai năm bảy số phát biểu đúng nhỉ à đâu để bảo hỏi số phát biểu đúng bao nhiêu phát biểu đúng năm bảy năm bảy ạ bao nhiêu phát biểu đúng ạ điện phân dung dịch cu cl hai thu được cu tại cao tốt đúng có thể dùng cách đun sôi để làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời đúng thể cao sống có công thức là đúng trong công nghiệp al được sản xuất từ nguyên liệu là quặng bauxit cho công nghiệp AL được sản xuất từ quặng bauxit chính xác điều chế AlH 3 lần bằng cách cho AlCl3 tác dụng với dư sai NH dư thì AlH 3 lần bị tan nhá F độ dinh dưỡng phân lân đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố phốt sai phần trăm khối lượng của P2O5 được chưa vậy hoàn toàn chúng ta sẽ có 4 phát biểu đúng à 4 phát biểu đúng các em nhá 4 phát biểu đúng ạ câu 58 Câu 58 ạ. À. 58 các bạn chọn đáp án gì nào? Đây là một câu thí nghiệm rất hay. Đây là một câu thí nghiệm cực kỳ hay ạ. À. Ống nghiệm khô với ít ethanol can, đun nóng sợi dây đồng kim loại. Nhúng nhanh sợi dây đồng trên và ống nghiệm chứa ethanol. Vậy là gì ạ? À? Ethanol là C2 H5OH. Đúng chưa? Cuộn lò so ngọn lửa đèn cồn đến khi ngọn lửa không còn màu xanh đó là cộng co thì ta thu được gì ạ? CH3, CHO cộng Cu. Sau bước 3 màu đen của dây đồng chuyển từ từ sang đỏ do CuO đã oxy hóa ethanol thành anhit acetic. A à, chính xác. Trong phản ứng tương tự như trên, các ancol bậc 1 tạo thành anđehit khi bị oxy hóa không hoàn toàn. Chính xác. Trong điều kiện như trên, tất cả các ancol đều bị oxy hóa thành axit sai, ancol bậc 3 chưa chắc ăn bậc 2 thì thành ceton. Trong thí nghiệm trên nếu thay ethanol mà propan 1 ol thì hiện tượng xảy ra tương tự. Đúng. Bởi vì propan 1 ol thì nó là gì ạ? Nó là ancol bậc 1. E thí nghiệm trên người phân biệt ăn bậc 1 và ăn bậc 3. Đúng, chính xác. 1 2 3 4 chúng ta có tổng cộng 4 phát biểu đúng. Đáp án đúng là của chúng ta. Đó là đáp án B, bò, kèm nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bò câu 59 ạ à? à. hôm nay chúng ta chỉ còn hai câu rồi Mình đến câu 59 rồi các em ạ à. Câu 59 thì bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu phát biểu đúng ạ là Nào các bạn chọn thầy Minh à Để xác định nồng độ của FS4 trong dịch X Cần lấy một ít một thể tích chính xác trong dịch X cho vào bình nón mắt 4 dư Giọt từ từ từng giọt K4 đến nồng độ đựng trong buret lắc đều bình nón đến khi F4 phản ứng hết thu được dung dịch Y. Thế đây là nó xảy ra phản ứng FeSO4 cộng H2SO4 loãng cộng KMnO4 để tạo thành Fe2SO4 3 lần MnSO4 K2SO4 H2O. Được chưa? Vậy này ta thấy này, cho kmno 4 vào phản ứng hết thu được dung dịch Y dung dịch Y thì lúc này kmno 4 làm gì còn màu hồng tím đúng không Y có màu vàng nhạt của Fe3 cộng sai Fe3 màu vàng nhạt SO2 thoát ra từ bình nón sai bình nón xuất hiện kết tủa MnO2 màu đen sai tỷ lệ số mol à? cân bằng đó thằng này nhường 1e thằng này 5e 5 1 được chưa 5 x 2 Thế chỗ này phải là 2 Chỗ này là 10 10 chia 2 bằng 5 chia 1 Tỷ lệ số môn phản ứng là 5 chia 1 chính xác Đúng Vậy chúng ta chỉ có 1 phát biểu đúng 1 phát biểu đúng các em nhé Được chưa? Chúng ta chỉ có 1 phát biểu đúng Đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án D Câu 60 ạ Câu 60 ạ Câu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay ạ Câu 60 ạ Câu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay ạ Chốt câu 60 nào các em. Chốt câu 60 nào. Bao nhiêu thí nghiệm còn lại là chất rắn ạ? À? Chúng ta còn bao nhiêu thí nghiệm còn lại là chất rắn ạ? À? Bây giờ mình đặt số bon N2O là 1. Số mon của AL là 2. Thì N2O vào nước là mình thu được NaOH Là 2. Cộng với AL là 2. Thì chắc chắn nó tan trong nhau để tạo thành NALO2. Vậy không còn chất rắn. NA vào COS4 thì kiểu gì mình cũng thu được kết tủa COS hai lần. Một cháo. Được chưa? CU vào FE3 4 tỷ lệ mol tương ứng là 1 1 và HCl thì F34 thì đây là anh 1 mol 1 mol nhá. 1 mol 1 mol này F34 mình sẽ thu được là FE3 cộng là 2 mol. Cộng với lại CU thì 2 1 mol thì tạo thành ạ CU2 cộng cộng FE 2 cộng. Đúng chưa ạ? Vậy thì anh 3 này không thu được kết tủa. Anh 4 á Anh 4 này thì kiểu gì cũng thu được kết tủa bởi vì có BA 2 lần với lại HCO3- trừ thì kiểu gì cũng tạo ra kết tủa BACO3. Hai anh. Mình được 2 và 4 rồi. em ạ, mình được 2 và 4 rồi. Đun nóng nước cứng tạm thời chắc chắn thu được kết tủa. Đúng chưa M2CO3. Bài. Đấy, các em ạ. Trên đây thầy Minh vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em chiến đấu đấy chiến đấu để chiến thắng các bạn nhớ follow xem trước thầy minh mialin nhá để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi học nào cùng với thầy minh hello 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 xin chào tất cả bạn và các em đấy. sáng nào thầy cũng live stream vào lúc năm giờ mười phút sáng các em nhá các bạn nhớ là follow này đặt vào nút xem trước này để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào của thầy minh IC à, là không có CU dư em nhé IC là CU tan hết Được chưa? Đúng tỷ lệ ạ Đúng tỷ lệ Cái chỗ này chúng ta phải làm nhiều để nó quen Được không ạ? Các em ạ, ngày hôm nay là ngày luyện não sáng sớm Được không? Ý ba này là đúng mà Ý ba đúng em ạ Em viết phương trình này là sao? Có, có hóa đâu Sợ gì? Xem lại like à? Xem lại like các em lên uh, Thầy Minh Berlin nhá em sát em sớt trên real top là được được chưa kết tủa cũng là chết rắn chính xác em rồi rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em chiến đấu bên cạnh thầy Đấy, thầy cảm ơn bạn triết nguyễn nhá bây giờ bạn ấy cảm ơn hay quá bạn ấy cảm ơn triết nguyễn nhiều thầy like đến sáng hôm mà các em đi thi môn hóa thì thôi có nghĩa là sáng hôm mà các em đi thi cái môn khoa học tự nhiên ấy thầy vẫn like luyện não sáng sớm của các em like đến tận sáng hôm đấy cơ nên các bạn không quên theo dõi chiến đấu của người binh nhá chiến đấu hết mình chiến đấu hết sức và buổi học ngày hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy binh hôm nay bye bye chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào sáng mai hẹn gặp lại các em vào sáng mai nhá bye bye chào tạm biệt